chào quý vị và các bạn. Hôm nay tên là DK Bonsai. Tôi đến chỗ Âm Bình ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long và có review số cây kiển và một số đồ xưa và có báo giá chi tiết luôn nha bà con. Rồi chào anh Bình, Bình ơi. Dạ chào anh Quốc. Chào tất cả anh em đang mê cây kiển nha. Thì cũng như thường lệ hôm nay em đem về cũng mai vàng, bông trang với một số chậu xưa để giao lưu cùng anh em. Rồi đầu tiên là cây số 1. Dạ. Này trang đỏ lá nhỏ ha. Dạ trang đỏ lá nhỏ. Quên nữa, số điện thoại em là 076 721 6659. Dạ, cũng số là số Zalo luôn ha. Số Zalo với Facebook của em luôn. Dạ. Rồi mình cho chiều cao trước đi anh. Dạ. Cái này chiều cao của nó 1m2. Rồi, tán ngang luôn anh. Tán ngang của nó 85. Dạ. Thoát thân của nó đi, thoát thân của nó 50. Dạ. Hoành của nó. Mình đo nhìn vị trí đi ha. Dạ. Vị trí này là nó 19. Dạ. Vị trí này nó 15. Trên cũng khoảng khoảng đó đi ha. À cũng khoảng khoảng 15 luôn. Dạ. Quay vòng nó đi. Một cốt luôn nghe bà con. Cây này em giao lưu cây với chậu luôn nha, nhưng mà cây này em chậu luôn ha. Dạ. Dạ, chậu luôn em quay xuống chậu luôn. Quên nữa, cái chậu này để đo cái chậu luôn đi. Lọt lòng của cái chậu này là 58. Phủ bì nó 72. Rồi, mình quay vòng chậu luôn đi em. Chậu hẹn rồng hả anh? Dạ, chậu rồng. Chậu này nó cũng có cái đường găng nhẹ từ dưới đây lên đây. Nhưng mà đây, nhưng mà trên này là trên cái thành chậu này là không có găng nha. Làm tích. Chậu này nước còn bóng đẹp, sáng. Chậu với cây là nhiêu anh? Dạ, cây số 1 này em giao lưu cả chậu với cây luôn, giá 10 triệu. Nhưng em chỉ bao 200 km nha. Tại cái này em chỉ bao xe tải đi chứ không có gửi qua bưu điện được. Dạ. Nếu mà cây không thì có giao lưu luôn anh? Dạ không, cây không chắc em không giao lưu đâu. Dạ. Cây không chắc em không giao lưu đâu. Tại vì mà cái này khó, khó. Dạ. Thùng lắm. Tại cái này chỉ bao 200 km rồi được thì em mướn xe tải em chở đi chứ. Rồi chỉ giao lưu cây với chậu luôn nha bà con. Cây số 1. Cây số 2, cây này trang vàng lá chung. Cái cây này nó y gan với cái con lăng luôn nha anh em. Nè phía trước có hai cái giò nè, cái đầu con lăng nè, ở phía sau là nguyên cái cụm, cái phần đuôi của nó à, đều nó xù lên, nó xù đều quá chân rồi, lên xù luôn ha. Hai cái giò nè. Dạ. Giống như đang múa lăng. Rồi để em đo thông số đó. Chiều cao trước đi em. Cao chứ. Chiều cao của nó 60. Dạ. Cao 60. Còn mất trong này co củ nạc của nó. Rồi. Và
Ủ nạc nó là 36. Trời. Nguyên bệ. Nguyên bệ nó là 48. Dạ. Các thân thì 7-9 đi ha. Dạ, cái thân đó hả? Mình đo thử thân lớn đi. 11. À, thân lớn 11. Dạ. Các thân nhỏ thì cũng 7-9 rồi nghe bà con. Với cây này nó được nó xù lát đát đều hết trơn nè. Dạng lá chung. Rồi cây số 2 dạng lá chung này em giao lưu giá 7,5 triệu. Bà ship toàn quốc cho bà con. Bà ship toàn quốc luôn. Rồi cây số 3. Dạng gì cây số 3 là cây cũng đang dạng lá chung luôn. Cây này em lặn được nước dây rồi. Chiều cao nó tới vị trí này đi. 36. Dạ. Cái cũ nó vị trí này nó 25. Dạ. Cái này bà con mua là mình để dây về luôn ha anh. Dạ. Để dây em về vô xếp luôn ha. Đóng vô cái thùng. Cây số 3. Cây số 3 vàng lá chung nè, em giao lưu giá 2,5 triệu. Rồi giá 2,5 triệu luôn nha bà con. Rồi cây số 4. Cây số 4 này là đỏ lá chung. Tam tài. Chiều cao của nó là 34. Tổng nó quanh 50. Tổng nó 54 lại. 50 đi. 50 rồi 52. Tổng mình cụm nó 52. Đây nguyên cái củ đặc nha anh em. Thằng lớn thử à. Dạ. Thằng lớn ở giữa luôn. Thằng lớn nó được 18. 18 rồi bà con. Cây số 4 vàng lá chung này em giao lưu giá 5 triệu. Rồi. Tại vì vàng lá chung nó khó có cái cụm đặc mà nó bự vậy lắm. À, giá 5 triệu, bao ship toàn quốc luôn nghe bà con. Cây số 5. Ủa quên nữa bà con ơi, cái cây số 4 là đỏ lá chung. Đỏ lá chung. Ừ để quên. Để đó nó tính vàng lá chung mua về chỗ đỏ lá chung cái. Cây số 4 là đỏ lá chung nha bà con. Dạ, rồi, tới cây số 5 cũng đỏ lá chung luôn. Đỏ lá chung luôn. À, chiều cao nó 39. Cái cụm này nó 35. Rồi, cụm 35. Rồi, cây số 5 đỏ lá chung này em giao lưu giá 1,6 triệu. Các thân thì cũng 8-10 ha. Dạ. Giá 1,6 triệu nha bà con. Cây số 5. Rồi cây số 6. Cây số 6 này. Cây mai vàng. Mai vàng. Em cũng không biết mặt bông luôn. Cây này thì nó được xù. Chiều cao nó 36. 36. Hoành nó được 26. Rồi. Cái này rễ nó cắm xuống không nghe bà con. Nó xù ra đây được cụm nè. Cái xù nguyên cái bạch này nè. Ở đây là rễ cắm xuống không à. Bên kia xù. Để quay lại. Dạ. Cái này rồi, nó đẹp được hai mặt luôn này, đó. Xù luôn này nghe bà con. Chứ nhựa nó kéo mò hết trơn rồi. Dạ cây số 6 cây mai vàng này em giao lưu giá 4,5 triệu. Bao ship cho bà con. Rồi giá 4,5 triệu luôn nha bà con. Nói không? Cây số 7 mai vàng luôn anh. Dạ cây số 7 cây mai vàng luôn dán thú.
chiều cao của nó 55. Vành còn em nó được 22. Cái cụm này nó được 49. Rồi, nguyên cụm đế 49. Cây số 7 cái mai vàng này em giao lưu giá 4 triệu. Rồi, giá 4 triệu rồi bà con. Ba ship toàn quốc luôn ha anh. Dạ. Rồi, tới chậu. Chậu số 8. Chậu rồng số 8. Dạ. Quay ra quay vòng hay vòng. Chậu này nước men còn bóng lắm nghe bà con. Chậu này chậu xưa anh. Dạ chậu xưa. Chậu lọt lò này lọt lòng nó 30. Có lộn. Lộn dây. Lọt lòng nó 57. Rồi 57. Phủ bì nó 72. Chiều cao nó 36. Như nó có một cái lằn nứt này nghe bà con. Lần găng găng tóc qua đây rồi mới xuống đây chẻ ra đây có lần găng đó ha. Dạ, ngoài ra thì làm tích tại nó quá lâu đời nó phải găng thôi chứ. Dạ, chậu số 8 này em cho lưu giá 2,5 triệu bao ship cho bà con. Bạn có cái gì vết chày nãy đó không anh? Đây. À quên nữa, cái vết chày miếng này ông lão đắp xi măng lại lạng ở đây nè, xử lý lại rồi nghe bà con. Rồi chậu số 9. Chậu số 9 này em không biết thời nào luôn, nó lạ quá à. Nó lạ là nó lạ chỗ này nè, nó rồng phụng, con này con phụng, con này con rồng, mà con rồng này á là cái nó đây. Dạ. Cái mình nó đây, nó lộn qua đây rồi nó lộn vòng qua đây nè, chứ nó không dài như mấy con rồng khác. Vậy là nó uốn éo ha. Uốn éo chỉ con khúc thôi luôn đó, nó uốn éo nè, mà rồng này rồng 4 móng. Cái riêng cái chậu này nó lành tích, không có găng, không có găng nứt chỗ nào hết á. Chậu này lọt lòng 49, phủ bì nó 60, chiều cao nó 31. Cái này là lành 100% luôn, không có dấu găng nứt gì hết. Giá luôn anh ơi. Dạ, chậu số 9 này em giao lưu giá 3,5 triệu. Các cái chậu này mình ship sao anh? Bao ship em vô thùng mút. Bao ship toàn quốc luôn hả? Dạ dạ. Rồi, bao ship toàn quốc luôn nghe bà con. Các chậu. Chậu số 10. Tùng hạt. Chậu này cũng làm tích 100% nghe bà con. Mấy cái này là xìn gấp quá em không có trà rửa, cái này là băng keo. Băng keo khi cột di chuyển á. Cái đó nữa mình trà bà con trà dạ. Ra mình lấy khăn mình lao cũng sang ra, nó dính băng keo nè, dính sình rồi em không có trà rửa hết á. Dạ, cái chậu này nó lọt lòng 42, phủ bì nó 55, chiều cao nó 31. Cái chậu này nó có vị trí này nó bị lỗi lò nè nha bà con, chứ ngoài ra nó lành tích, không có dấu hiệu gì găng nứt hết á. Dạ, chậu số 10 đem cho lưu giá 2,5 triệu. Rồi, giá bao ship cho bà con. Dạ, chậu số 11 cũng chậu xưa luôn, hình bông mai. Dạ, chậu số 11 này nó lọt lòng nó 26, phủ bì nó
Phủ bì nó 33, chiều cao nó 22. Nó có một dấu găng ở đây nè nha bà con. Dấu găng đây. Rồi nó chạy tè xuống dưới đây. Ở đây là ngưng rồi. Đang quay trong lòng nha bà con xem. Cái này là ông bác ông đục hai lỗ đang thoát nước cho lẹ. Dạ, chậu số 11 này em giao lưu giá 800. Bán. Kìa. Rồi tới chậu số 12. Chậu số 12 này là mã đáo thành công. Dạ lọt lòng nó 27, phủ bì nó 32, chiều cao nó 25. Trời, nó có chậu số 2 này nó có mẻ vị trí này thôi, chứ ngoài ra nó lành tích, không có găng nứt gì hết. Dạ chậu số 12 này em giao lưu giá 1.1 triệu, bao ship cho bà con. Rồi giá 1.1 triệu nha bà con. Rồi cái dĩa. Tới cái dĩa đồng số 13. Cái dĩa đồng này gồng phụng nha bà con. Đây con phụng, đây con gồng. Cái này nó nặng em tầm khoảng 1.4 kg à. Bằng đồng nguyên si. Mình giả cái đít lên luôn. Dạ. Dạ. Rồi là lặn luôn nha bà con. Với cái dĩa này bề ngang nó đường kính nó 30. Chiều cao nó 10. Và cái dĩa gồng phụng số 13 bằng đồng này em giao lưu giá 1.6 triệu. Rồi giá cái dĩa này là em có được hai cái nha bà con. Hồi trước mình bán cái phải không anh? Dạ không, em giúp em ra giới thiệu một cái thôi, còn cái trong nhà cũng y gan vậy đó. Dạ. Này khai trà bằng đồng số 14. Cái này là mấy ông tiên với bà tiên, sau lưng nó có chữ tàu chữ tây gì đó không biết. Mình đâu có đọc được anh. Dạ đường kính nó 35. Rồi tán ngang luôn. Chiều ngang nó 25. Cái khai trà này để về đựng bình trà với chung trà đâu nghe bà con. Dạ khai trà số 14 này em cũng giao lưu giá 1.6 triệu luôn. Dạ. Bao ship cho bà con. Số 17. Cái này là cái giá đỡ bằng tay. Bốn bằng tay ha. Dạ, để em đo đường kính trước đi. Chiều cao nó 24. Cái này nè bà con, cái này là nghệ nhân người ta đục hoàn toàn bằng thủ công nha, là một cái khúc cây người ta đục lòn ra, chứ không có chấp giá gì chỗ này hết, hoàn toàn thủ công hết. Cái này về để cho anh em ví dụ như chưng chế chậu bông hoặc là để trên bàn thờ, để dĩa cây trái cây dưa hấu gì lên vậy đó. Em thấy cũng nghệ thuật quá rồi, đem lên chia sẻ cho bà con. Nó mình đặt cái bàn tay này với bàn tay kia nó khoảng còn vị trí bàn tay đi ha. Dạ. Đường kính 6 đây ha. 6 rưỡi. Dạ. Giữa bàn tay này với bàn tay kia anh. À. Dạ. Giữa bàn tay này chỗ bàn tay kia là 32. 32. Cái này chế tác hoàn toàn thủ công nha bà con. Là nguyên cái khúc cây người ta đục lòn ra. Đó. Thành cái giá đỡ bằng tay. Cái này mình giao lưu nhiêu anh? Dạ cái này em cũng giao lưu giá 1.6 triệu luôn. Đó. Mã số 16 ha. 15. Rồi 15, mã số 15. Rồi mã số cuối cùng.
là cái dĩa các bạn, là cái dĩa cái khay trà. Cái trà này là bằng gỗ sừng nha bà con, em chỉ có một cái à. Này về bà con để cái bình trà với mấy cái chung trà lên. Chiều dài của cái dĩa trà này nó 29, bề ngang của nó 20 23. Cái này chắc về nặng nha bà con, là người ta đục xung quanh giống như cái rễ cây vậy đó. Này nó nặng nặng độ ký không anh? Ký ký mốt vậy. Nặng lắm. Sáu. Này em chỉ có một cái à. Này là bằng gỗ sừng. Dạ cái cây trà số 16 này em cũng giao lưu giá 1,6 triệu luôn. Rồi giá 1,6 triệu luôn nha bà con. Còn gì nữa không anh? Dạ hết rồi. Rồi mình chào bà con luôn anh ơi. Dạ cũng chào bà con nhiệt tình ủng hộ những cái clip vừa qua, rồi cái clip này cũng rất mong bà con ủng hộ. Rồi dạ em xin chân thành cảm ơn. Rồi chào anh Bình luôn. Dạ. Rồi kênh là TK Bonsai xin cảm ơn bà con cô bác đã xem video. Nếu mình ý cái nào mình liên anh Bình mình giao lưu nha bà con. Rồi xin chào và hẹn gặp lại bà con vào video lần sau.